Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quốc Nghiệp có một cái buổi shooting chụp hình với lại cả nhà. Và hôm nay ở trong một cái studio ở quận 2 này. Thì giới thiệu mọi người trước nha. HP Photo Pro, người chụp hình quay phim giỏi nhất, đẹp nhất Việt Nam. Không dám nhận, không sao hết. Chỉ cần anh em mình biết là được rồi. Và thưa mọi người, lần đầu tiên xuất hiện trên studio và cũng lần đầu tiên được chụp hình, make up, làm tóc, làm tay, các kiểu. Bác sĩ Quang Thiện là một người bạn rất là thân của Nghiệp, vừa là một golfer nè, vừa là một bác sĩ và là một người anh khá là thân thiết của Nghiệp. Thì hôm nay cả gia đình của Nghiệp chính thức làm đại sứ thương hiệu cho phòng khám Nhi thành phố tại Trà Vinh của bác sĩ Quang Thiện. Thì hôm nay Nghiệp cảm thấy rất là vinh dự vì điều đó. Và một lần nữa thì chắc chắn là sẽ cho mọi người xem một cái buổi chụp hình ngày hôm nay như thế nào. Và sẽ có những cái tấm hình rất là đẹp để cho tất cả mọi người. Hồng Tâm nè, Mì Mí nè, nói chung là cả nhà Nghiệp cứ có một cái bệnh vặt gì, bệnh nhỏ gì, và nhất là bệnh Nhi, thì sẽ gặp bác sĩ Thiện và alo một cái là có thể khám từ xa, khám online và phát thuốc miễn phí. Có phát thuốc miễn phí không bác sĩ? Bác sĩ không nghe mọi người, bác sĩ đang đeo đó, nghe miễn phí nó không nghe rồi. Coi như không nghe. À rồi, bác sĩ không có nghe. Thì hôm nay Nghiệp rất là vui khi mà được bác sĩ Quang Thiện chính thức mời cả gia đình của Quốc Nghiệp và Ngọc Mai làm đại diện hình ảnh của phòng khám Nhi thành phố ở tại Trà Vinh. Và trong tương lai thì sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa các phòng khám ở tại miền Tây. Thì mọi người cũng đã thấy rồi đó, hôm nay sẽ là có một cái buổi chụp hình chắc chắn là rất là đẹp và rất là dễ thương. Và Nghiệp hy vọng rằng là phòng khám Nhi thành phố sẽ mang đến những cái điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người, và nhất là cho các bạn bạn nhỏ. Và mọi người biết không, bác sĩ là chỉ biết tận tụy vì bệnh nhân thôi, nhưng mà hôm nay bác sĩ là lần đầu tiên được làm diễn viên nha mọi người. Và bác sĩ này là bác sĩ xịn chứ không phải là diễn viên, cho nên là đã đang hơi run lo sợ. Lần đầu tiên được make up nè, lần đầu tiên được rứt gel nè, không, cho nên là có một tí hồi hộp. Nhưng mà không sao hết, đây, diễn viên chính đây mọi người. Còn Nghiệp chỉ là diễn viên quần chúng thôi. Mà má em có muốn nói gì không? Có muốn nói gì không em? Ba đi về chúng hết, đi đăng chụp hình thiệt luôn á ba. Ủa là mình thiệt luôn hả? Thiệt. Ủa vậy hả? Vậy là mình không được ở trong đây rồi mọi người. Thì thôi bây giờ chắc là mời mọi người sẽ xem tiếp nguyên cái khung cảnh ngày hôm nay sẽ chụp hình như thế nào, và sẽ ra được những cái bức ảnh ra sao nha mọi người. Xin mời mọi người thưởng thức. Còn bây giờ thì mọi người ơi, đừng quên đăng ký kênh của Quốc Nghiệp Ngọc Mai Official để xem được nhiều video thú vị nữa nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những tập tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Ủa nhưng mà Mì Mí đâu vậy? Giới thiệu với mọi người, đây là em Mì Mí đáng yêu của bà bá. À, em Mì Mí hôm nay cũng sẽ góp mặt trong cái buổi chụp hình và quay phim hôm nay của bác sĩ Quang Thiện. Em Mì Mí, con có biết là bác sĩ là luôn luôn cho con thuốc nè, lúc mà con bị bệnh, bị ho, bị sổ mũi không? Dạ. Con có cảm ơn bác sĩ chưa? Dạ. Bác sĩ tên gì? Dạ. Tên Jun. Em mới nhớ con Jun nha. À, đó là nickname của bác sĩ. Bác sĩ Jun, J-O-O-N nha mọi người. Còn bây giờ thôi tiếp tục khám đi bác sĩ, em không làm phiền nữa. Rồi con gái, con đây nha. Con đây khám cho bác sĩ nha, được không? Rồi, ok.
xin chào tất cả mọi người. Gia đình của Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đang ở tại thành phố Trà Vinh. Và nhất là đang có một cái tấm hình rất là lớn ở chỗ này. Đó chính là gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai và các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và Quốc Nghiệp và Ngọc Mai rất là vinh dự khi mà gương mặt đại diện cho phòng khám Nhi thành phố tại thành phố Trà Vinh, ở số 314 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh. Và đã từ lâu thì gia đình Quốc Nghiệp Ngọc Mai đã có bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và cũng là bác sĩ ở phòng khám này theo dõi trung tâm bệnh viện từ xa. Và hôm nay thì các bác sĩ đã mở cái phòng khám gọi là cánh tay nối dài từ Sài Gòn xuống Trà Vinh luôn, cho nên là gia đình Quốc Nghiệp Ngọc Mai có mặt ở nơi đây để mà trao gửi cái sự tin tưởng cũng như cái sự trải nghiệm của gia đình Mai đã tin tưởng đến những cái bác sĩ ở đây trong cái thời gian dài vừa qua. Và Quốc Nghiệp và Ngọc Mai cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình được xuống tới thành phố Trà Vinh để mà gặp gỡ và giao lưu với mọi người sáng nay, và có một cái buổi rất là thú vị, và chắc chắn là sẽ còn nhiều điều hơn nữa để mà xuống thành phố Trà Vinh. Còn bây giờ thì xin mời mọi người vô trong phòng khám để biết được phòng khám có những gì nha. Rồi, xin chào Mì Mí. Con đang làm gì đó? Trời ơi, con đang đi con nai này lên trên bậc thang luôn á hả? Rồi, xin mời. Xin mời. Đây. Con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào tất cả mọi người. Con có vui không xuống đây? Dạ không. Ủa? Con có vui không? Xét cậu bác một cái. Rồi, xin mời tiếp tục leo nai và vô đây chơi tiếp nha. Đây, đây là cái nhà thuốc mà khi mà mọi người khám xong sẽ nhận thuốc và lấy thuốc ở chỗ này. Rồi, bây giờ là Hùng Tâm và Mì Mí mê chơi rồi, lo chơi mấy con thú. Rồi bây giờ Nghiệp và Ngọc Mai sẽ gặp trực tiếp bác sĩ Dung để mà hỏi kỹ hơn về cái phòng khám dinh dưỡng này như thế nào. Xin mời. Chào bác sĩ Dung. Chào em. Rồi, mời hai vợ chồng ngồi đi. Dạ. Bác sĩ, nãy giờ hả, em làm náo loạn ở ngoài trước rồi, hình cũng có hết rồi, mà mọi người không biết có gặp thấy cái hình của bác sĩ Dung ở ngoài đó không? Rất là đẹp luôn, nhiều khi đẹp hơn vợ Nghiệp nữa. Có không em? Không dám nói gì hết, cười thôi. Thì thực sự ra thì Nghiệp và Ngọc Mai cũng là cả nhà chứ. Thì đại diện cho một cái phòng khám ở thành phố Trà Vinh, xin gọi là Nhi thành phố. Thì hôm nay được gặp trực tiếp bác sĩ Dung và tất cả các bác sĩ ở tại phòng khám, và nhất là bác sĩ làm ở bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, đúng không bác sĩ? Thì hai cái bệnh viện này chắc chắn mọi người biết rồi đó, là rất là uy tín. Và hầu như là cả nước ai mà có trẻ em mà con em mà bị bệnh gì đó, hoặc bệnh nặng, bệnh nhẹ gì đó mà nghe tới Nhi thành phố là yên tâm về tất cả các bác sĩ rồi. Thì hôm nay em với lại Ngọc Mai cũng như cả nhà xuống đây là muốn hỏi thêm về là cái thể chất dinh dưỡng mà trẻ em cần nhất là gì bác? Cái câu hỏi của Quốc Nghiệp á, yeah, là một cái mối quan tâm cũng lớn, cũng rất là của nhiều ba mẹ luôn. Yeah. Tại vì á, bây giờ chúng ta cũng đã khác với thời xưa rồi. Yeah. Mình không có muốn con mình chỉ là phải tăng cân không thôi, nhưng mà phải nói thêm cái chữ là phải tăng về thể chất tốt. Yeah. Thể chất tốt rất là con phải không những cân nặng tốt mà phải cả về chiều cao tốt. Yeah. Và cả cái sự phát triển toàn diện của con, là cả về trí thông minh theo đúng cái tuổi của con nữa. Yeah. Vậy thì để đánh giá một bé có cái sự phát triển thể chất tốt, mình sẽ phải đánh giá toàn diện. Bên cạnh cái việc khám tổng quát giống như bình thường để kiểm tra có đang những bệnh lý gì không, thì mình sẽ kiểm tra tình trạng dinh dưỡng của con. Yeah. Xem coi cân nặng chiều cao của con có đang bình thường hay không. Yeah. Bình thường ở đây không phải là một cái chỉ số chung cho tất cả mọi người, mà là bình thường đối với đứa bé đó, đối với cái thể tạng của bé đó. Yeah. Và cái sự tăng trưởng của bé đó nó có tốt hay không. Yeah. Chứ không phải là mình so con mình với con người ta. Yeah. Đúng mà không? Thông thường là vậy. Ừ. Người Việt Nam của mình á là thường so là ví dụ như ủa sao con tôi với lại con chị nó cũng bằng tuổi, ừ, sao nó bự hơn, nó cao hơn. Đúng rồi. Cái mình nhìn vậy cái mình thấy bé mình ốm quá, mình nhỏ quá. Ừ. Cái mình phải nhồi bé ăn cho thiệt nhiều vô. Chính xác. Cái cuối cùng cũng lên được tốt. Cái buồn. Ừ. Mà tội nghiệp cho bé nữa. Đúng. Ăn xong nhiều cái ói ra hết. Đúng rồi. Và nhiều khi á là bác sĩ Dung cũng phải ngồi giải thích với cả gia đình luôn, bởi vì có những cái gia đình đưa bé vô khám nói là con em bị suy dinh dưỡng quá. Rồi. Nhưng mà
bác sĩ Dung nhìn nó không hề suy dinh dưỡng, mà khi đến lúc ba mẹ bước vào và những cái bé anh chị em bước vào thì mới thấy là một gia đình bị dư cân béo phì. Nên là đứa nhỏ đó nó bình thường thì nhìn trong một cái môi trường dư cân béo phì thì lại tưởng nó suy dinh dưỡng. Đó, vậy thì cần phải có bác sĩ đánh giá cái sự phát triển thể chất đúng của cái bé đó như thế nào. Nên là mình sẽ phải đánh giá đúng con mình ở cái thời điểm đó và cái quá trình phát triển của con thì nó mới chính xác được. Đó thì Nghiệp làm cái vlog này ở đây là cũng chủ yếu là muốn cho mọi người hiểu hơn về thể chất và dinh dưỡng cho trẻ em, không phải là mập hay là ốm là sẽ bị một cái đừng gọi là thiếu thể chất hay là thể chất kém hay cái gì đó, mà là mọi người phải rất là cân nhắc và phải hiểu rõ về cái này thì em bé của mình nó mới được lớn lên trong một cái môi trường thật sự là tốt. Nhất là mama, cho mama nói nhiều câu hỏi nhé. Thực ra thì Mimi cũng vậy, bởi vì ở trong xóm có mấy bạn á là cũng bằng tuổi Mimi mà cao, mà lớn hơn Mimi hẳn luôn. Còn Mimi thấy bị đẹp thì mẹ cũng lo, xong hay nói với ba là con mình chắc hơi bị đẹp rồi, cũng hơi bị suy dinh dưỡng. Ba nói, ba thì có hay nói tự tưởng tượng không, mà ý là vậy. Thì thấy thì Mimi vẫn lanh lợi này kia, nhưng mà so với các bạn đồng lứa là một chút ép à. Và nhiều khi cô giáo nữa ở trường nó nhiều khi làm của mình cũng tâm lý nó so với các bạn trên lớp là Mimi hơi bị đẹp nữa, cho nên là làm cho mẹ cũng hơi rối bời. Thế là vậy, chỉ có ba là tự tin thôi, nó không có đâu, nó vậy đó. Đúng rồi, thì á bởi vậy á nên mà khi mình khám á là mình không có phải là dựa theo một cái thời điểm cân nặng chiều cao đó hoặc là so với các bạn khác, mà mình sẽ dựa gửi vào cái gọi là cái biểu đồ. Cái biểu đồ tăng trưởng của nam và nữ nó khác nhau. Thì ở trong cái biểu đồ này ba mẹ sẽ thấy mình, ví dụ như của nam đi, đây là về chiều cao của bé, thì nó sẽ có một cái đường, đúng không? Một cái đường. Thì con sẽ mình sẽ phải coi cái đường tăng trưởng của con, đường nó có đi lên hay không, nó vẫn đi lên theo cái đường tốt của con, tức là con có cái thể tạng vẫn đang tốt và con sẽ phát triển theo con đường riêng của con. Thứ hai nữa, gọi là đẹp hay không đẹp hay bình thường hay không đường, nó là một cái khoảng lượng chứ không phải chỉ có một chỗ, mà một cái khoảng. Ví dụ như là giữa hai đường màu vàng là nó bình thường, và ai cũng đòi là con mình phải đường màu xanh đó, không đúng. Nó có một cái khoảng lượng, nên con vẫn trong cái khoảng bình thường vẫn là tốt, và con vẫn đi phát triển đi lên vẫn là tốt. Ngoài ra là còn yếu tố gì nữa, yếu tố di truyền nữa. Nên là ba mẹ mình khác ba mẹ hàng xóm, mà lần sau con mình nó giống con hàng xóm được đó. Nên là miễn con mình vẫn đang phát triển, vẫn đang đi lên, vẫn tốt, con ăn uống tốt, thông minh, phát triển thể chất, tinh thần tốt, thì là con vẫn đang phát triển tốt. Mình cái này tự tin điều đó. Giống như là hát vậy đó, có nhiều người nói là cô tới dạy cho em hát giống ca sĩ này, nó cô không có khả năng. Đúng đó rồi, đúng rồi. Y hệt như vậy đó, có nghĩa là sẽ phát triển trên chính cái của bạn đó. Đúng rồi, đó sẽ so với, tức là mình sẽ so với chính bản thân mình. Mình phải phát triển từ cái của mình có để phát triển đúng nhất cái của mình, là gọi là cái gì, phát triển tối ưu nhất theo khả năng của từng người. Chứ bây giờ ví dụ nó là anh em muốn mua ba cái hộp xoàn thì đó, thì ý là vậy đó, nó là em thấy bà hàng xóm tới 5 hộp có thể em chỉ cần 3 hộp, chắc anh lúc đó anh lé mắt luôn á, anh đi đứng đường luôn á. Thì thông qua cái bữa gặp hôm nay với lại bác sĩ Dung, mà nhất là tại ở Nhi thành phố, thì Nghiệp và Mai cũng như tất cả mọi người sẽ nghe rõ hơn, hiểu rõ hơn về cái dinh dưỡng và thể chất trẻ em nó quan trọng như thế nào cho một cái cuộc sống của em bé mà để nó phát triển đầy đủ. Thì em nghĩ rằng là rất là cảm ơn bác sĩ Dung hôm nay đã được trò chuyện và nói chuyện với tụi em, và chắc chắn là sẽ còn nhiều cái vlog tiếp theo hơn nữa, nói về trẻ em, nói về dinh dưỡng, nói về thể chất và nói về tất cả về trẻ em, và nhất là chuẩn bị Ngọc Mai sẽ có bầu nữa, cho nên là sẽ còn gặp bác sĩ Dung dài dài. Chuẩn bị thôi hả? Không lẽ giờ mình dọn về chờ thành phố chờ Vinh cái mình ở đây. Thì thực ra thì không phải cái chuyện mà mình xuống đây là mình quan tâm đến cái cách để mà nuôi dạy con như thế nào, mà cái cách để mình đừng có chuyện sự lo lắng. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như là cái năng lượng lo lắng nó luôn luôn ám ảnh trong nhà, làm cái không khí gia đình nhiều khi cũng rất là nề. Đúng rồi. Cái mục tiêu của những bác sĩ ở trong phòng khám á, là muốn cung cấp kiến thức đúng cho ba mẹ, để ba mẹ có thể hiểu đúng, hiểu rõ, để mà mình sao bình tĩnh mà chăm sóc con của mình. Chứ không phải đụng chút xíu là sẽ phải uống thuốc, đụng một chút xíu là phải mua cái này mua cái kia cho bằng được người ta, thì không có nên chút nào. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn bác sĩ Dung. Hẹn gặp lại bác sĩ Dung nói chuyện tiếp. Hẹn nói chuyện thôi, đừng có hẹn khám bệnh. Và mọi người có thể đến đây không cần phải khám bệnh, chỉ cần tư vấn về sức khỏe, tư vấn về dinh dưỡng cũng được, để cho mình cảm thấy thoải mái hơn, để mà giải tỏa được những cái thắc mắc của bác sĩ ha. Thế là giống như ba mẹ chính là bác sĩ, cho những kiến thức để ba mẹ cũng chính là bác sĩ trong gia đình. Chính xác. Ôi, hay quá, hay quá. Nhất là hiện tại bây giờ là có kiểu bác sĩ online ha. Ví dụ em con em hay là gì đó lúc mà bị ốm, nó chỉ cần gọi bác sĩ Dung ơi, sao nó bị ho, sao nó
mình đi khám đàm nó nhức đầu kia là bác sẽ dùng lời chỉ thường nghe và biết là ra bệnh và lấy thuốc. Cũng không đến nỗi thần thánh như vậy, nhưng mà để mà đoán ra được điều đó thì phải quan sát, phải hỏi rất là nhiều câu hỏi để cho ba mẹ sẽ phải tự kiểm tra lại con của mình để đưa ra những cái thông tin chính xác. Thì lúc đó mình mới có định hướng được. Có nghĩa là ba mẹ và bác sĩ cùng phải phối hợp á, đúng rồi đó. Thì bởi vì mình ở nhà thì mình đâu có biết được mình sẽ làm gì đâu, nhưng mà khi bác sĩ nói là sẽ thế này thế kia thì bác sĩ sẽ ghi lại những cái đó. Em nghĩ vậy, thì cho nên phối hợp như vậy thì có thể khám từ xa thì là như vậy. Thì cũng phải là những người ba mẹ có hiểu biết và ba mẹ phải bình tĩnh phối hợp tốt nữa. Hay quá. Rồi hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập vlog tiếp theo nha.